nào Việt Nam sẽ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19? Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho người trên 50 tuổi, đồng thời lên kế hoạch tiêm mũi 3,4 trong năm 2022. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, trong thời gian tới Việt Nam triển khai song song vừa tiêm vaccine cho trẻ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình vừa tiếp tục bảo phủ vaccine mũi 1, mũi 2 cho các tỉnh thành. Tất cả các tỉnh phía Nam hiện đạt được tỷ lệ bao phủ mũi 1 rất cao, một số tỉnh đã hoàn thành mũi 2 trên 70%, thậm chí như thành phố Hồ Chí Minh hầu như hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân. Vì thế, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cung ứng đủ vaccine cho lần lượt các tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp vì các tỉnh đó đã phải ưu tiên cho những tỉnh có dịch. Chúng tôi ưu tiên việc tiêm bao phủ mũi 1, tiến tới bao phủ mũi 2 cho người trên 50 tuổi. Song song với đó, sẽ mở rộng dần diện triển khai tiêm vaccine cho trẻ. Cũng theo tuần tự các tỉnh, thành phố, Tiến sĩ Hồng nói, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên tiêm đủ liều cho người trên 50 tuổi. Trong tháng 11 này phải đạt tỷ lệ bao phủ vaccine trên 80% với nhóm này ở hầu hết các tỉnh thành. Việc cung ứng vaccine hiện đỡ căng thẳng hơn giai đoạn đầu. Vì thế, với tiến độ của những tháng gần đây, chúng tôi khẳng định có thể hoàn thành được việc bao phủ cho hầu hết người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đủ 2 mũi trong năm nay và trong quý 4 ít nhất tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm một mũi vaccine. Và nếu cung ứng đủ trong tháng 12 và đợt đầu của năm 2022 thì chúng tôi tin sẽ sớm bao phủ được lượng vaccine cho người lớn và trẻ. Tiến sĩ Hồng cho biết thêm, cũng theo chuyên gia, khi nguồn cung vaccine đã đủ, Việt Nam sẽ tính phương án tiêm mũi bổ sung. Bộ Y tế đang yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine trong năm 2022, trong đó có kế hoạch tiêm mũi 3,4. Cụ thể, để làm cơ sở cho việc phân bổ vaccine trong những tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine trong những tháng cuối năm cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ 12 đến 17 tuổi. Bên cạnh đó, cũng xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho những người đã tiêm đủ liều, 2 liều. Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, những trường hợp cần tiêm mũi vaccine bổ sung là người từ 65 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có bệnh nền, những người làm việc trong môi trường nguy cơ cao như lực lượng tuyến đầu, trường học hay nhân viên bán hàng. Thống kê theo số thực trên cổng thông tin tiêm chủng, đến ngày 4 tháng 11, cả nước đã tiêm được hơn 85 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó đã có 33 triệu người tiêm một liều vaccine và khoảng gần 26 triệu người tiêm đủ 2 liều. Tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là hơn 81% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là gần 36% dân số từ 18 tuổi trở lên. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương, Nam Phương.